nhiều bạn bảo rằng là mình đã tập cái kit rất rồi, giống khi trăng thì rồi, nhưng mà tại sao vẫn không có mơ mà cảm thấy là vào tù nhiều hơn? Ok, mình sẽ chỉ ví một số cái hướng dẫn nho nhỏ trong bài tập kit rất để cho nó tối ưu hơn này. Để ý nhá, khi mà chúng ta sẽ lắp lại thì cái điểm trên cao ngang gối của chúng ta, tức là khi điểm này ở trên lưng mông thì nó sẽ nằm trên mặt đấy. Lần giữa cao cùng này, khi chúng ta càng thu chất ngắn lên như này á thì nó sẽ vào đằng trước nhiều hơn, dài hơn á thì nó sẽ cảm giác ở đằng sau nhiều hơn. Thường thường thì là cái cẳng chân của mình sẽ vuông góc mặt sàn, tùy thuộc của mỗi cá nhân. Nếu mà dài ra chúng ta là cảm thấy được vào mông hơn thì chúng ta hãy tiết chế nó vẫn được nhá, không sai. Cái thứ hai, khi chúng ta lên này, tập trung là bắt đầu này, mở gối và kiểu nâng hông lên trên trần, cảm giác như nâng hông lên, đừng ngồi để đạp lên mà tập trung là nâng lên nhá. Và rất nhiều bạn có cái xu hướng là đạp lên, đạp tuyền người, sai nhá. Ấn cái gót của mình xuống, tập trung nâng hông lên, rồi đấy nâng sẽ cảm nhận được vào mông nhiều hơn. Thứ hai nữa là tránh tình trạng bõng lưng. Rất là nhiều bạn tập này thấy là bụng cao hơn cái phần mông của mình. Có một cái tiếp nhỏ mà chúng ta có thể để ý là, tức là khi mà chúng lên thì cảm giác như bụng ấn cái bụng xuống, hơi lưng thẳng, đừng để tạo cái cầu như này. Rất nhiều bạn tập là cứ để cái cầu như này, được ngửa cổ như này, ấn cảm vào đấy, đừng như thế này nữa, đấy xoay này đó, vào mông nhiều hơn rất nhiều nha.